chào tất cả các bạn nhá. Chào mọi người nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mẹ con mình các bạn ạ. Ở các bạn này thì hôm nay thì là đấy các bạn nhiều các bạn bảo là anh quay cùng mẹ đi. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ thực hiện một clip và cùng với mẹ mình các bạn nhá. Đấy thì mẹ chào mọi người lại một lần nữa mẹ. Chào tất cả mọi người nhá. Đấy thì là hôm nay thì bố mình đi làm các bạn ạ. Đấy thì mẹ mình ở nhà thì hôm nay thì mình có làm một cái video là gửi tới tất cả các bạn một cái món là da heo chiên giòn không mẹ? Da heo chiên giòn. Đấy thì hôm nay thì mẹ mình bên mẹ mình sẽ làm cho tất cả các bạn xem ạ nhá. Mẹ cho chào lên mẹ. Rất là nhiều bạn bảo là anh quay cùng mẹ anh đi sao anh không quay cùng mẹ anh. Đấy thì hôm nay thì mình đã gọi là rủ mẹ mình ra đây để là gọi là thuê một cái đầu bếp mới về các bạn ạ để nấu ăn gửi tới tất cả các bạn nhá. Thì rất là mong các bạn cho mẹ con nhà mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ ủng hộ mẹ con nhà mình nhé. Mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Mọi lần là mẹ mình đi làm ấy, đi làm ruộng các thứ, đi làm đồng ra ngoài đồi các thứ là nói chung là đồng ở quê ấy, thì làm nhiều việc lắm. Đấy thì nên là cũng không có quay được, cũng là mẹ mình quay nó cũng cũng ngại ấy. Đấy thì rất là mong các bạn nếu mà cái video này nó không được hay lắm thì rất là mong các bạn thông cảm cho mẹ con nhà mình nhé. Đấy thì bây giờ mẹ mình sẽ gọi là bắc bếp lên các bạn ạ. Đấy phải không? Đây là cho dầu nó sôi lên một tí, sau đó thì mẹ mình sẽ chiên cái da heo các bạn nhé. Đấy phải không mẹ? Đây cái da heo này. Đúng rồi thì mẹ con mình vừa mới gọi là rửa và luộc qua các bạn nhé. Đây là cái da heo này. Đấy bây giờ chỉ việc cho lên và chiên giòn này xong chỉ đem ra kia thưởng thức luôn các bạn ạ. Đấy ok các bạn cùng đón xem mẹ con nhà mình làm nhé. Xong rồi tí sẽ ra kia để thưởng thức, sẽ nói chuyện với các bạn dài hơn. Ok các bạn cùng đón xem nhé. Ở cái này thì cái món da heo của mẹ con mình vừa mới chế biến xong rồi các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mẹ thử thưởng thức em mà. Đấy con đây lấy mẹ miếng này cho. Đây. Cho mẹ mời các bạn đi con đây. Mời mọi người ăn cùng mẹ con mình nhá. Đây mẹ thử. Đấy chống lấy chống hết. Đấy mẹ mình hôm nay quay video hơi bỡ ngỡ tí các bạn ạ. Đâu mẹ? Đâu mẹ? Giòn lắm. Giòn lắm đúng không mẹ? Giòn. Rồi ok mình xin mời các bạn ăn nhá. Đấy các bạn này, da heo các bạn ạ, mình xin mời các bạn ăn nhá. Bây giờ mẹ con mình làm xong nó cũng tối rồi các bạn ạ. Bây giờ cũng phải khoe gấp rút thì các bạn ạ. Bây giờ còn nấu cơm nữa, còn cho bò ăn nữa. Tại vì hôm nay là bố mình vẫn đi làm các bạn ạ. Rồi hôm nay đi làm cả ngày luôn nên tối mới về rồi mẹ. Tối về thôi. Tối về tối không quạnh được. Đúng rồi. Miếng này cứng ạ. Miếng này nó vàng, nó giòn. Còn cũng... miếng đấy trắng, nó cứng. Cứng cứng. Những cái miếng này mẹ con mình làm tưởng vỡ ra nhanh quá. Đúng không mẹ? Đấy nó kiểu vàng. Kiểu vàng, mình thử ăn miếng miếng này cho. Miếng vàng là giòn đúng không mẹ? Chấm mới tựa các bạn. Ok, xin mời các bạn nhé. Đấy nghe kiểu bánh đa rồi các bạn. Đấy. Ôi. Ngon không? Ngon. Ngon. Ăn lẫn vào súng. Ôi. Giòn quá các bạn. Đấy thì là rất là nhiều bạn hỏi mẹ lên video đấy. Nhiều bạn hỏi lắm. Đấy. Nhiều bạn các bạn cứ thấy con quay 4 giờ quá không thấy mẹ đâu á thì các bạn cứ hỏi là mẹ đâu? Mẹ anh đâu rồi? Sao mẹ anh không cho mẹ anh lên video? Đây hôm nay thì mình cho mẹ mình lên các video nhé, vừa nấu ăn luôn. Đấy thì rất là mong các bạn là chia sẻ ủng hộ mẹ con nhà mình nhé. Đấy. Các bạn bảo mình cho mẹ lên thì rất là mong các bạn cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ ủng hộ mẹ con nhà mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều quá.
Muốn mẹ muốn nói gì chưa? Các bạn có gì thông cảm, tại vì mình lên video mình cũng ngại nên là hôm nay cháu là nó rủ mãi thì mình vào quay cùng cháu. Mình cũng chả biết nói gì nên là xin mong các bạn thông cảm. Mình rủ mẹ mình mãi mới mẹ mình mới vào quay các bạn ạ. Đấy. Ta bảo là con cứ ra video nhờ bạn hỏi quá ấy. Nếu bạn cứ bảo là mẹ anh đâu cho mẹ anh ra quay video đấy. Đến ra xem có khi còn chưa ấn video, ấn quay rồi. À mày quá ấn rồi. Quay mình sợ mình chưa ấn các bạn ạ. Sợ từ đấy nói kiểu là không ai nghe. Kiểu là chưa quay ấy, sợ là lúc ấy mình ấn nhầm chưa quay ấy. Chắc là nếu như mà các bạn được sự ủng hộ của các bạn ấy, thì là mẹ có nghĩa là mẹ con mình sẽ quay video nhiều hơn. Tại vì bố mình bây giờ cũng đi làm rồi. Bây giờ làm cũng khá là xa nhà ấy. Tối mới về cơ. Thế nên là nếu mà được sự ủng hộ từ các bạn thì mình sẽ quay video với mẹ mình nhiều hơn. Tại vì mẹ mình bây giờ cũng ở nhà ấy. Mỗi là cái gì nhỉ? Nhổ sắn các thứ, làm ruộng vườn các thứ đấy. Nói chung là làm về ruộng nương này phải không ạ? Ruộng nương sẵn sàng như là xong rồi. Bây giờ là chỉ chuẩn bị là ngâm mạ để làm ruộng, cấy ruộng thôi. Đó. Chuẩn bị là ngâm lúa giống không? Phải không ạ? Ngâm lúa giống. Ngâm lúa giống để quải mạ các bạn. Cái mùa này mạ quải được tầm độ 15 ngày thì đem cấy. Ngâm mẹ quải á? Ngâm xong nó ủ nó nở mầm lên xong mới đem ruộng quải. Quải nó mọc thành mạ. Đúng rồi, xong 15 ngày thì 15 ngày cấy liềm. Mà chắc là năm nay là cấy ở trong Tết đúng không? Hay là Tết cấy? Mọi năm là cấy vẫn cấy trong Tết nhưng mà năm nay là vào mùa muộn. Muộn á? Mọi năm là vào mùa sớm á. Tết và mùa trong Tết ấy. Năm nay là hết tháng Giêng, 30 tháng Giêng mới vào mùa. Nên là hôm qua là những mọi người bảo năm nay là ngâm mạ muộn hơn. Ngâm mạ muộn hơn thế nhưng mà liệu bà con trong Tết này có cấy trong Tết hay ra Tết mình cấy vậy? Cũng phải phụ thuộc mọi người cấy nào mình cấy theo thế. Nhà mình chưa ngâm đúng không? Chưa ngâm. Cũng có người ta ngâm rồi. Con thấy có người ta làm có người làm rồi cơ, người ta làm rồi. Người ta quải rồi. Quải rồi. Nhưng mà khu mình chưa có người ngâm. Đúng rồi đúng không? Hay là lúc nào ở khu mình đang ngâm thì mình cũng đi ngâm, nên làm cùng nhau chứ. Đúng rồi. Mình cùng nhau chứ. Công nhận là có miếng giòn. Miếng vàng nó mới giòn này. Có miếng hơi dai. Lúc nào cái... nó nổ bì nó phải nổ lên nó mới giòn. Nó nổ lên các bạn nó giòn tan mà không có miếng thịt dai đấy. Nó hôm nay thì mẹ mình đi làm ruộng các thứ ấy. Đấy, hay là cũng không quay video được thì mình với bố mình quay ấy. Nhưng mà cũng phải chia người ra quay video các bạn ạ. Tại vì bây giờ bố mình đi làm thì bây giờ chắc là mẹ mình sẽ quay video nhiều hơn các bạn nhé. Nếu mà được sự ủng hộ từ các bạn thì là mẹ mình sẽ quay video nhiều hơn. Hôm nay là mở màn đầu tiên là mẹ mình làm cái món là da heo trên giòn này các bạn. Đấy. Giòn tan. Những cái miếng này giòn tan. Những cái miếng mà bì nó nổ lên này, giòn này. Đây, miếng giòn này. Đấy, mẹ đây. Mình là gắm cái rau này ăn ngon rồi. Rau này là rau nhà mình trồng đấy nhưng mà không lo thuốc. Nếu có chuyên chỉ sợ cái này nó bắn lên mày quá, nó không bắn các bạn được cái rồi. Nó không bị bắn. Rồi, các bạn nhìn thế này. Đấy. Cái này nếu mà mình chiên sống là nó sẽ bắn. Rồi. Mình luộc mình chiên nó không bắn. Luộc qua thì nó không bắt bắn. Nhưng mà mẹ con quên mất, nếu mà ví dụ mà mẹ con mình á. Còn cái kim chọc chọc nó sẽ nổ to hơn. Đây nó nổ dạng kiểu cái này. Nó bong lên á. Đến nhỏ nó như thế này quen. Đúng rồi, bì nó phải đây. Nổ lên này thì nó giòn này. Đấy, nó nổ như này. Đúng rồi. Cái miếng nào nó không nổ là không giòn. Cái này chắc là giòn, không biết giòn hay mềm. Đấy. Ngon. Ui. Nguyên đào đúng không ạ? Wow. Ngon rồi mày nhỏ. Cái bì này á, làm là hôm lật nọ nhà mình ăn đụng thịt lợn. Đúng rồi. Mình, cái mỡ mình lọc ra rán rồi, đây là cái bì. Cái này vẫn để trong ngăn đá luôn. Vẫn để trong ngăn đá luôn các bạn ạ, quên mất. Đấy, hôm nay dưng mẹ mình lấy thịt lợn ạ, thế bỏ hồi thay quay video. Đúng rồi các bạn. Nó nổ lên này, nó mới giòn. Giòn tan này con này, bạn nhỉ. Ui. Ui. Ui.
Ngư bánh đa các bạn. Ui, không có nhận giòn nhỉ mẹ nhờ. Ê, những cái này này. Ê các bạn này. Ui, giống á. Công nhận hôm nay mẹ mình làm tất luôn các bạn ạ. Công nhận hôm nay mẹ làm cái món này ngon đấy các bạn ạ. Tuyệt vời vậy. Ui, ui. Còn con. Gà quái quá. Ui. Ăn ăn hết cả tiếng không? Ủ hết cả tiếng, ăn giòn quá. Bố mình thì chắc giờ tới Tết chắc khả năng là làm khi hết luôn các bạn. Bây giờ Tết chắc làm bây giờ Tết luôn tại vì là bây giờ người ta cũng gần Tết, người ta kiểu xây mấy kia thứ cho nhanh kịp tiến độ để kịp Tết. Đấy cho nên là chắc là nếu mà cũng khó ấy, có khi cũng khó thỉnh thoảng, có khi mà không biết, nói chung cũng không rõ được nữa, Covid lại ở nhà nói chung là không biết được như nào các bạn ạ. Nên là bây giờ trước tiên là mình sẽ đổi sang là quay video với mẹ mình các bạn nhá. Đấy rất là mong các bạn lượng ủng hộ con nhà mình. Chúng có khi chỗ bố làm mà có gia đình nhà nhà người ta cho F1 F2 á thì người ta phải cách ly thì mình không đến làm được. Lại nghỉ cũng nên năm nay là thất thường nên cũng không như mọi năm. Không biết được. Nhưng mà trước mắt là mẹ con mình cứ quay video với nhau các bạn nhá. Đấy. Trước mắt là sẽ làm cái món ăn, vẫn là làm món ăn gọi nhá. Kiểu làm món ăn nó bình thường. Đấy, nó đơn giản như mọi lần thôi. Đấy. Ui. Giòn thật ạ. Mẹ ăn đi mẹ. Giòn thật ạ. Ui dồi. Ui dồi. Ăn giòn quá. Như bánh da. Ui. Ngon quá. Mẹ mình công việc chính của mẹ mình chỉ ở nhà làm ruộng mọi nhá. Nhưng không có làm công ty hay làm gì cả. Chủ nhà còn lo đấy, gà, vịt, bò. Bề chung là cũng khá phức tạp ấy. Vất vả đấy các bạn. Công việc mình thì vất vả. Lắm việc, làm ruộng mình tới 6 sào ruộng. Trồng sắn này, sắn thì làm xong rồi. Còn ở vườn này thì trồng ngô, ngô mới thu hoạch. Vâng ạ. Ngô thu hoạch hết thì mình lại phải để chờ đây rồi. Trời có mưa thì mình lại trồng ngô mới. Ừ, không có mưa đâu, khô, đất khô không trồng. Đấy như thế nào? Có nghĩa là rất là nhiều bạn hỏi cái con gà nhá. Gáy to thế. Đấy là kiểu là rất nhiều bạn hỏi mẹ mình đâu. Đấy các bạn muốn hỏi mẹ mình cái gì ạ thì các bạn có thể là comment ở phía bên dưới nhá. Đấy là nhiều bạn hỏi mẹ em lắm, có thật sự đọc bình luận nhiều bạn hỏi lắm. Đấy, rất là mong các bạn là nếu các bạn muốn hỏi mẹ mình cái gì ạ thì có thể comment ở phía dưới thì mẹ con mình sẽ trả lời các bạn vào những cái video sau các bạn nhá. Hôm nay cái món này phải nói là tuyệt vời luôn các bạn. Giỏi quá. Ôi, giòn. Bây giờ trời cũng tối ấy. Mẹ con mình làm từ chiều các bạn. Làm từ chiều bây giờ làm 4:30 rồi. 4:30 gần 4:30 rồi. Mới xong được. Làm từ chiều. Trên cái này nó lâu nó mới lâu. Giòn. Mãi nó mới nổ cái này lên các bạn. Nổ lên. Cái sủi lâu dầu trong dầu lâu nó mới nổ lên. Mãi nó mới nổ cái này lên các bạn. Ôi. Giòn. Đan. Ngon. Đơn giản nhưng mà ngon mẹ nhỉ. Ui. Gắm cái rau các bạn. Gắm cái miếng nó nổ lên mới giòn. Đúng rồi. Nó miếng không nổ là nó không giòn. Miếng không nổ là nó không giòn. Đây ví dụ đúng này các bạn. Thế các bạn nhanh nghe mình cắn cái này nhá. Thì mình rốt. Ăn sướng lắm mẹ. Ui. Ui. Ngon tan luôn các bạn. Ui.
ăn lốp 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 như bánh đa ngon. Mày đang kiểm tra máy làm mẹ con mình nói chuyện đến đâu rồi. Đây à, mẹ cũng lâu phết đấy. Thì các bạn ơi, thì là video của mẹ con mình đến đây là kết thúc các bạn nhé. Thì là rất là mong các bạn xem video cho mẹ con xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ ủng hộ mẹ con mình nhé. Rồi ok, video của mẹ con mình đến đây là kết thúc. Ok, mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chào các bạn nhá. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mẹ con mình nhá. Chào các bạn nhá.